Đây là hộp thịt lộn đẹp da của Atomy nha mọi người. Một hộp gồm có 60 gói, một gói là 60 gói này, một gói là 15 gram ha. Đây là giúp cho đẹp da nè, cung cấp vitamin C, vitamin E, giúp cho đàn hồi, cấp ẩm cho da, săn chắc, giảm nám, tàn nhang, gì đó là nó sẽ giảm hẳn. Cái này là nó điều hòa nội tiết tố cho chị em phụ nữ của chúng ta ha, giúp cho chị em của chúng ta sẽ giảm bớt căng thẳng mệt mỏi ha. Cái này là 100% là nước ép lựu nha mọi người, 100% là nước ép lựu nguyên chất. Một ngày mình sử dụng 2 gói, một gói là 15 gram, tổng cộng là 30 gram, thì 30 gram gói lựu thì tương đương với 800 gram nước ép lựu trong một ngày nha mọi người. Cho nên nó sẽ cung cấp đầy đủ các dưỡng chất để cung cấp làm đẹp da cho chị em của chúng ta nha. Rất là dễ ăn, mọi người có thể bỏ vô ngăn mát, tủ lạnh á, lạnh lạnh mình ăn cho nó ngon hơn. Cái này là tem của hãng nha. Phía sau, phía bên hông nó là hạn sử dụng. Phía bên hông là hạn sử dụng nha. Ở phía sau lên là thành phần của cái mã vạch của hãng nha mọi người. Mọi người có thể khi nhận hàng thì kiểm tra giúp em nha. Cảm ơn mọi người đã xem cái video này của em. Xin chào và hẹn gặp lại.